Kiểu thứ năm review, giày cầu lông tiêm Negan. Xin chào các bạn, thì vừa rồi trong giới cầu lông của chúng ta đã diễn ra một sự kiện rất là lớn, đó chính là Tiến Minh kết hợp với Capito đã đưa ra cái bộ sưu tập Tiến Minh Legend này. Thì trong bộ sưu tập này có rất là nhiều sản phẩm, nó gồm có vợt nè, giày, áo quần, cả giày running, rồi cước, rồi quấn kén luôn. Nhưng mà cái sản phẩm mà Hiếu ấn tượng nhất trong bộ sưu tập này có lẽ chính là cái đôi giày này ha. Giày này của Tiến Minh luôn, và nó có tên của nó luôn là TM Legend luôn ha. Đây là cảm quan, Hiếu nhìn thấy là thế là cái đôi giày này, Hiếu cảm thấy nó rất là chắc chắn các bạn. Phần đế giữa của nó khá là dày, và cái phần ở dưới này nó sẽ có một cái lớp nhựa cứng để nó liên kết giữa hai cái đế này, thì mang đến cho chúng ta những cái bước giảm chấn rất là tốt khi mà các bạn tiếp được mũi hoặc tiếp bằng gót đó, thì cái lực nó sẽ dàn đều lên bàn chân của mình, cái chân của chúng ta sẽ có một cái những cái bước tiếp đất rất là vững các bạn. Hiếu thấy là cái lớp da này thì nó có vẻ là rất là nhẹ và rất là thoáng khí. Ở mặt bên cái mặt mà cái má trong của mình đó, mình hay chạy mình hay lết hay chạy sân nó mòn á, thì ở đây Capito và phủ thêm một cái lớp nữa giúp cho cái má trong này nó bền hơn á, và đặc biệt cái lớp cao su này nó cũng khá là dày á, kiểu các bạn mà hay mài như là nó sẽ bền hơn so với thời gian. Về màu sắc thì nó có hai cái màu chủ đạo, đó là màu xanh dương và màu cam này, và cái họa tiết nó cũng làm nổi bật lên chữ TM này. Giá 1,1 triệu này thì cái đôi TM Legend này rất là đáng sở hữu cho những bạn mà gọi là mình mới chơi cầu lông đây cũng được, hoặc là những bạn mà chơi cầu lông lâu rồi mình muốn một đôi giày mang lại cái sự di chuyển êm ái hơn cho quá trình mình sử dụng thì là ok hết ha. Trên cửa hàng với Topshop đang có bán nha, các bạn mà cần tham khảo thì các bạn có thể là nhắc vào cái đường link bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.